Xin chào các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh Review Công Nghệ Phương Đông Auto. Em là anh Review. Và hôm nay thì con các dòng xe nhỏ như con VinFast Fadil như này thì chúng ta sẽ lên cái combo gì? Thì các khách hàng cũng đã tham khảo rất là nhiều rồi, bác đã lựa chọn một cái combo, nghĩa là một đôi Platinum LED. Và đây là cái ánh sáng ban đầu của cái dòng xe VinFast như này. VinFast Fadil thì nó sử dụng cái bóng halogen và cái chóa rất là to này. Đó thì ánh sáng ban đầu của nó, các khách hàng đã lên một cái đôi gọi là một cái bóng LED rồi, và ánh sáng LED như thế này. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ lên một cái combo. Tại sao các bác khách hàng phải khi bác dùng cái bóng LED rồi ấy, mà bác phải nâng cấp cho mình cái đôi bi lên, mà nhất là đôi bi có nhiệt màu 5000K. Đấy thì em nó sơ qua về cái dòng bi bi Platinum LED nhá. Platinum LED thì được sử dụng cái mắt chip LED là 9+3. Và công suất nó lên cực đại lên 80W. Và cái cường độ ánh sáng của nó là 15.000 lắc. 15.000 lắc nghĩa là đo với là 15.000 lumen trên mét vuông đấy ạ. Và nhiệt màu của nó 5.000K. Và cái len của nó dùng là len AR. AR là chống chói đấy ạ. Và cái kích thước của nó là 3 inch. Và cái nguồn điện là 12V. Đó, đây là những cái mà tuổi thọ của nó rất là cao, là 30.000 giờ cơ. Rất là cao đúng không ạ? Thì cái năm sản xuất của chúng ta năm 2022 và 2023 chúng ta đều có sản phẩm mới của cái sản phẩm Titan Platinum với 9+3 LED nhé. Và chúng ta hãy cùng xem là cái quy trình của chúng ta lắp đặt như thế nào. Đó, thì những cái quy trình này Phương Đông làm rất là quá chi tiết để các bác khách hàng có thể cảm nhận được là Phương Đông làm auto làm như thế nào đúng không ạ? Tại vì những cái video như này ấy, Phương Đông ít khi cả video Phương Đông tu làm đều chi tiết để các bác có hình dung được là xe mình làm như nào. Nếu như ta mà bỏ qua công đoạn nào các bác không nhìn thấy thì các bác có thể hỏi Phương Đông tu nhá. Và đây là chúng ta sẽ xem cái ánh sáng của nó này, bác để ý không ạ? Cho dù là cái mắt LED và cái màu vàng của nó chính là cái điểm để chúng ta nói tới, và cái nhiệt màu của nó là 1000K để khi chúng ta đi trên đường ấy thì nó phá được cái sương mù là một, thứ hai nữa là khi trời tối ấy, có mưa ấy, chúng ta sẽ phá được cái ánh sáng đó, chúng ta di chuyển nó tốt hơn. Và với cái dòng này chúng ta thấy rằng là khi chúng ta căn chỉnh xong, chúng ta thấy cái mép của xung quanh của nó là cái keo cứng đúng không ạ? Đó, cái keo cứng đó chúng ta sẽ dùng xử lý xung quanh cái keo cứng đó. Sau đó chúng ta sẽ lau sạch toàn bộ các cái bên trong, khăn bên trong kia. Đây, chúng ta lau sạch toàn bộ này. Đó, khi chúng ta lau sạch toàn bộ như này ấy, thì để được cái là gì? Nghĩa là chúng ta sẽ mang không bị cái vân tay ở trên cái sản phẩm của chúng ta. Và cái dùng cái vòng Enzo, chóa chụp vòng Enzo như này, vừa tạo nên cảm giác đẹp hơn, vừa tạo nên cái sự sang trọng hơn, và kín được cái phần mép của đèn đúng không ạ? Và cái xung quanh đèn như này chúng ta sẽ có một cái keo chỉ nhiệt độ rất là cao. Keo này chỉ nhiệt độ trên 100 độ C. Và chúng ta sẽ làm kín xung quanh như cái nguyên bản được ạ. Đó, chúng ta cắt này. Và sau đó chúng ta sẽ hấp. Khi ta úp cái mặt cái keo vào, chúng ta sẽ hấp. Hấp để làm gì? Nhất hấp để cái phần keo của đèn nó sẽ mềm ra. Nó mềm ra. Đây là chúng ta hấp vào này, chúng ta sẽ lắp vào này. Sau đó chúng ta hấp này. Đấy, cho là hấp này. Đó, cho là hấp. Hấp thì chúng ta sẽ cho cái keo nó mềm ra. Với khi mà keo mềm ra rồi ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái kẹp để kẹp giữ chắc cái phần hai mặt đèn với nhau, cái phần đuôi đèn và phần mặt đèn. Đó, cái phần này thì chúng ta khi hấp vậy chúng ta sẽ thiết là chúng ta làm keo mềm ra, thứ hai nữa là các cái không khí bên trong ấy nó sẽ đẩy ra ngoài, sau đó chúng ta sẽ lắp lại thôi ạ. Vậy là cái quy trình mà chúng ta hoàn chỉnh được cái dòng bi đèn như nào. Đó, chúng ta làm sạch toàn bộ cái phần đèn mặt đèn bên ngoài này. Đó, rất là kỹ đúng không ạ? Với quy trình làm rất là kỹ với cái dòng xe thế này thì chúng ta được kết quả như nào ạ? Đó, đây chính là kết quả mà chúng ta sẽ nhận được ạ. Thứ nhất là cái mắt đèn nó rất là đẹp, và cái vòng mắt quỷ cũng như vòng Enzo nó tạo lên một cái dòng cái phần mắt rất là đẹp này, và cứng cáp hơn cho xe rất là nhiều so với ban đầu đúng không ạ? Cực kỳ đẹp ạ. Đó, khi xi nhan này, khi bật sáng này, và khi chúng ta sử dụng cái nút tam giác giữa cảnh báo, và ánh sáng của nó đây, ánh sáng của nó đây, thì chúng ta thấy rằng là cái vạch cắt của nó sẽ theo hình thang để khi mà chúng ta đi trên đường ấy thì cái hình thang đó sẽ ưu tiên những người ở bên tay trái, chúng ta sẽ không bị chói. Hầu như đa phần là chúng ta sẽ không có cảm giác chói khi chúng ta đứng trước mặt xe đâu ạ. Và cái màu vàng của nó chính là màu phá xương. Và khi chúng ta di chuyển ở trên đường ấy, chúng ta thấy rằng ạ, màu vàng như thế này thì cái việc chúng ta di chuyển trên những cung đường mà nó chật này, hay ngã ba ngã tư này đều rất là ok đúng không ạ? Nó khoảng rộng như này, khoảng hai bên rất là rộng, có thể rộng hết hai bên đường rộng lớn như này,
thì chúng ta di chuyển, và khi chúng ta nhìn xa ấy, thì ta di chuyển nhanh, tốc độ nhanh ấy, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều các bác nhá. Các bác đã theo dõi video phần ô tu, các bác yêu phần ô tu hãy subscribe cũng như là chia sẻ phần ô tu nhá. Và các bác cần gì hãy comment ở dưới để phần ô tu có thể làm cái video chi tiết hơn nữa các bác nhá. Cảm ơn các bác nhiều.